Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho hai bạn ghi nhớ tất cả những điều này. Các em đã sẵn sàng chưa? Em xin phép không được dùng quyền ghi nhớ trong 60 phút. Cái gì? Tại sao? Tại vì với năng lực của em là chuyên về không gian, kèm theo đấy là về quan sát, cộng với cả cái việc là phần thi này thi đấu trên quốc tế rồi, bản thân em nghĩ là mọi người đều dự đoán được cái cách giải, thế nên là em cũng tăng độ khó lên là mình không cần dùng ghi nhớ. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Em không khó quá, em không ghi nhớ thì làm sao em thi được? Bản thân em cũng chưa bao giờ luyện về ghi nhớ cả, thế nên là việc quan sát trước hay sau với em không quan trọng. Anh Thanh ơi, em có ý kiến. À, Phi có ý kiến luôn hả em? Dạ, yeah, em cũng xin phép từ chối quyền quan sát. Wow. Yeah. Wow. Tại sao vậy hả Phi? Dạ, yeah, trong trận đấu này thì em sẽ sử dụng năng lực tư duy không gian. Nên là em sẽ thi cùng với bạn giảng. Đây là một cuộc đấu công bằng. Không ghi nhớ cái quạt thì có nghĩa là khi các bạn tư duy ra à nó nằm trong miếng nào và những miếng nào ghép lại một tranh lớn thì các bạn đã phải dùng năng lực định lượng, chứ các bạn không thể nào mà dùng khả năng trí nhớ bởi vì các bạn đâu ghi nhớ đâu. Vâng, các em đã sẵn sàng cho phần thi này chưa? Em sẵn sàng ạ. Em sẵn sàng. Chưa thi được. Trợ lý khoa học phải bịt mắt và giám khảo phải chọn đề. Vâng. Ngoài giám khảo khoa học ra, tôi mời ba giám khảo còn lại mỗi người chọn tôi một cái quạt gấp. Xin mời. Chúng tôi cố gắng là chọn những cái quạt mà nó gấp, nhìn ban đầu này nó na ná giống nhau để nó gây một cái sự dễ nhầm lẫn. Chứ còn khi mà mình dở bức tranh ra mình xem ấy, là lúc đấy mình đã chọn rồi. Khi mà chúng tôi chọn những cái quạt ấy thì chúng tôi có được phép dở ra để xem. Thì chúng tôi có cơ sở hơn các bạn ấy, nhưng mà cũng không đoán được bao nhiêu phần ở trong cái bức tranh đấy. Xem là có những cái bức tranh nào nhiều hơn à? Có thể rừng, hoa, hiếc các thứ này. Cái này là tranh theo quá thầy, chân thật, theo. Rất là chân thật. Thật. Quạt mà tôi lựa chọn nó có nhiều họa tiết dính chặt với nhau, cho nên nó có khả năng tạo ra sự nhầm lẫn rất lớn. Chắc mình chọn ba cái khác nhau chứ ạ? À? Em sẽ chọn cái mảng mà không liên quan gì đến mấy cái mảng xanh với vàng này. Đấy là cái quạt ngẫu nhiên, nhưng mà khi mà mình dở ra thì bảo thôi xong, cái phần này xong mình bốc lại trùng khớp na ná với cả hai cái phần quạt mà của hai ban giám khảo còn lại như thế. Vì những cái bức tranh ở đây là cùng về một chủ đề, cho nên là khi mà tạo thành những nếp gấp nó giống như là một cái ma trận đường chấm hoặc là cái hạt vừng khi mà mình nhìn từ đằng trước vào cái cánh quạt thôi. Đề đã được lựa chọn. Tôi gọi đây là ba bức tranh. Ba bức tranh này tổng cộng được ghép lại từ 10 mảnh. Không biết cái này bao nhiêu mảnh, cái này bao nhiêu mảnh, cái này bao nhiêu mảnh. Hai em chuẩn bị. 3, 2, 1. Cuộc thi bắt đầu. Mình nhận thấy rằng chiếc quạt thứ nhất và chiếc quạt thứ hai, những cái nếp gấp nó ẩn đi những cái màu sắc mà mình đang cần. Bức tranh thứ ba nó dễ nhận dạng hơn là một nửa quạt nó chỉ có màu đen và màu xanh, thì mình sẽ sử dụng yếu tố liên kết ngang, tưởng tượng ra đấy có thể là màu sắc của một cái lá hoặc một dải cỏ. Với đề thi số 1, khi quan sát, mình đã tưởng tượng ra được đấy là một bức tranh về hoa hồng trên sân khấu. Những bức nào hoa hồng thì mình sẽ lưu lại. Cái việc mà sai biệt về mặt màu sắc đôi lúc nó chỉ cách nhau có 1mm thôi. Và cái việc mà không có cái khả năng định lượng về các cái khoảng màu ấy thì có thể là rất dễ dàng là nhầm lẫn. Nguyên cái đoạn mà từ cái quạt khép mà tưởng tượng ra cái mảng quạt mở ra nó đã là khá là xoắn xoắn rồi. Ừ. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần.
phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, 3, 4 hàng tuần. Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.